Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về loạt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này đã dựng lên màn kịch về cục đá có tính năng hủy diệt kim loại rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của cặp vợ chồng ở Hà Nội. Bị hại là vợ chồng ông N, tên gọi tắt, 49 tuổi, ngụ huyện Ba Dì, thành phố Hà Nội. Theo ông N, khi được Lan đưa đến nhà của Trực để hỏi mua cục đá có tính năng hủy diệt kim loại, Trực nói với ông N rằng cục đá là bảo vật của gia đình, có trị giá 306 tỷ đồng. Nếu ông N giúp bán được cục đá này đúng giá trên, thì ông N sẽ được hưởng 4% tổng số tiền bán. Trực sẽ dần chuyển cục đá ra Hà Nội để giao cho ông N bảo quản, nhưng phải đưa cho Trực 3 tỷ đồng làm tin. Nếu không bán được, ông sẽ nhận lại 80% số tiền ông đã đưa cho Trực trước đó. Sẽ nhiều lần thương lượng, được quyết định bán viên đá cho ông N với giá 2 tỷ 100 triệu đồng, trong đó 440 triệu đồng là giả giờ góp chung với ông N để tạo niềm tin. Trong quá trình đưa cục đá ra Hà Nội, người được trực bố trí đi cùng vợ chồng ông N tổ thoát tại tỉnh Bình Thuận, nên ông N đến công an tố cáo. Ngày 28 tháng 12, lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ trực tại nhà riêng ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thu giữ một số công cụ gây án và các tài liệu dược chứng liên quan vụ án.